Công Minh. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng KK Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, hôm nay là cũng là ngày cuối tuần chủ nhật mọi người. Thế nhưng mọi người cũng biết là đợt trước mình vừa qua đấy là cũng có một phần quà là đến ở bản bên bác trưởng thôn 82 tuổi rồi. Và cũng đã phát một ít cây sợi chuỗi giấy để đi nhà thờ. Thì hôm nay bà cũng có thời gian mà đi qua bên bản bên này được. Vì nói chung một ngày là cũng không thể được qua hai bản mọi người. Đi các bản là ở cách rất xa nhau thì hôm nay cũng mới vào được đấy. Familia, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, obrigado. Ah, tá saindo a inglês já, né? Tá tudo bem aí, né? Yeah, aí. Yeah. Đấy, như mọi người cũng biết rồi là ở đây là có bác trưởng thôn này, ở đây là bản nông nghiệp đầu tiên mà anh em mình là đến đặt chân đến đầu tiên thì có bác trưởng thôn Alleluia đấy, nhưng mà bác đấy cũng đã mất năm ngoái rồi, năm vừa rồi đã mất, thì hôm nay là cũng vào đây không có bác đấy là cũng là thiếu đi tiếng cười của những cái vũ điệu vui nhộn của bác đấy. Thì hôm nay vào đây cũng có tất cả người dân ở đây và cuối tuần rồi ấy, cũng lâu rồi không vào đây mọi người. Very friend, very friend đấy. Thế gọi cái đôi các chuyên gia nông nghiệp là đừng phải trước mọi người để xem thiệu những ai. Amadeo Town. À, đấy, những người đây mọi người. Qua qua đây. Upay, vem. Đấy. Mai velho de novo, né? Aleluia, morreu, agora é assim mais velho, né? Yeah. Đấy, sau khi bác ở đây là các anh các chị bên đội nông nghiệp đấy, là đấy đó là anh trai của Mate Lối này, đây các chị đấy, rồi con có thiếu mấy anh nữa đấy, là anh Tony đấy. Đấy, đấy con mấy anh nữa là hôm nay là cũng là đi đâu đi vắng đấy, sang bản khác đi đâu đấy là không thấy ở đây. Con đấy là bác trưởng thôn mời mọi người. SMI Valentino vừa ra kia đồ Rafael đấy. Yeah, phải mấy mấy tay xin sao biểu. Đấy, chờ. Đấy, anh Thanh lấy cái chuỗi giấy này ra đấy. Đấy, cũng có một món quà. Ồ, vậy anh sẽ cắt đi cả da thì đen truôi ta xem là fica bem limpo né. À, kia tâm mệt đấy. Đấy, ở cái sân đấy mọi người cũng là mọi người đấy cũng rất là sạch sẽ, là quẹt giòn đấy. Rất là sạch sẽ luôn đấy, là ở bên này là nhà thờ cũng đang ngon, rất là mới và đẹp đấy mọi người. Đấy thì mọi người là làm ấy thì cả bản đi được một cái nhà thờ này phải giữ sạch sẽ chứ. Trước là cái nhà thờ bằng đất. Đấy, thôi bây giờ là để là các em nhỏ là đừng quá một bên, là để là nhận bánh kẹo, con người lớn thì sẽ là nhận một cái phần quà khác mọi người. Bạn xoa. Và tờ vai sama kriyan safika la duasi. Qua một SB shiusa. Bula saya. So criança, criança so. Ameri. Ya. Tudo mais velho vai ficar aqui. Tudo. Assim vai ficar assim lá. Mở ra anh Thanh. Đấy mọi người, những cái chuỗi giấy này là cùng của chị Vân Trân ấy, là gửi nhờ mình mua từ Việt Nam mang qua, thì bây giờ là cũng phát cho hết luôn, cũng là rất nhiều giấy, thì mình đi mỗi tuần sẽ đi đến mỗi bản để phát cho tất cả mọi người những cái chuỗi giấy này. Ừ.
Yeah, assim para vai na na igreja. Cada pessoa vai receber uma essa, já? Yeah? Yeah! Mas vai ajudar a pegar Paulo aí. Aí vai mở lá xe đấy là áo tặng cho mọi người một giấy luôn. Đấy, cái này là giấy, cái này là để giả quáng mọi người. Đấy, ở trong tuổi thì nó sẽ phát sáng và cũng như là ở nhà thờ thì sẽ là đi nhà thờ thì sẽ đeo, vì trong nhà thờ mọi người cũng biết rồi là không có điện. Và lúc về nhà thì sẽ là treo trên cái bức tường này là sẽ là phát sáng ở trong nhà thờ, là lúc nào gọi là cũng có cái ý niệm của người dân là bên nhà thờ. Dạ sí, ya. Bonito. Vậy là không có bạc trưởng thôn cũng buồn mọi người. Đấy, nói chung là bạc đấy cũng mất đi cũng rất là một nỗi đau lớn của tất cả anh em Tím Châu Phi cũng như là cộng đồng Tím Châu Phi và cũng như là tất cả người dân bản ở đây. Bạc đây cũng là làm việc rất là năng nổ ấy, vì dân, vì bản là làm việc rất tốt. Bây giờ sẽ là trao cho bạc trưởng thôn mới đầu tiên mọi người. Dạ, máy bê lửa không? Tể á. Dạ, xin bà này cái gì trai. Dạ, bái đu gabi. Đây, đây là anh trai của Mati Lôi, đây, bạc của Mati Bao Đô, của Lôi con. Yeah. Đây là bộ của em Doa mọi người, gọi là cố cầu đấy. Em Doa quay phim là Mati thì bé là giờ là ở với chú đấy. Đấy, yeah. Yeah, cái đó sẽ bây giờ vamos ficar lên xì mà ấy, yeah? Outro vamos, aquí, mai bên lưu vên. Tony, đây là anh Tony mọi người. Mấy tên đi đây tuổi á. Phải. Sì sì. Yeah. Oh, Victory. Về. Victory mọi người ấy cùng cuối tuần cũng là về quê đấy, ở bản đấy. Là Victory là ngày xưa là anh em Tiến Châu Phi là xuất phát từ bản đấy, đi ra là cũng như Victory đấy, cỡ cuối tuần là về bản là đi lễ nhà thờ mọi người. Chà. Đẹp ê. Đẹp. Ok. Yeah. Dạ, outro. Đấy, để là thôi các em là lớn là để các em tự đeo vào. Ê, Panina. Ta tu về nè. Tu về. Đấy, đây là bạc thương binh mọi người. Đấy, bạc thương binh là mình sẽ đeo vào cho bạc. Dạ. Đấy, bạc thương binh mọi người. Dạ, phải, vâng, thì cài ý á. Ok. Ya, tak bonito. Eh, những cái chuỗi dây rất là đẹp luôn. Mày, về lagi. Oh, mana? Tak tahu ben, eh? Aku raja. Ya, mete ben asing. Ya, mete bendi deh itu ya. Abo, Angie. Cabe apa nih? Salah yo. Ojo, ya. Isu. Ya. Ya, terima kasih banyak mom dah. Ya. Alhamdulillah. Đây con thiếu ai nhỉ? Mana? Ôi.
Enchi culo. Paulo down. Paulo que ah, đây là mẹ của Fed đi mọi người. Viva! Cảm ơn đi Regina. Ok. Paulo này, Paulo này, Paulo này to này. Abri abri. Tagi. Cảm ơn đi. Đây đây Paulo đây mọi người. Yeah, Paulo. Tudo bem? Ri, vô đi đây xem. Đấy. Paulo mọi người, đấy em trai của Freddy. Ri. À, vô mẹ tiếng xem para ti nhá. Này. Đấy, ưu tiên cho em một cái này, xem. Đấy, hơi dài đấy. Đấy, ưu tiên, đấy là ưu tiên đặc biệt, đấy như kiểu lỗi con mọi người. Xem, vamos ficar aí, já vamos receber chip sai á. Đấy, đấy là bộ nuôi của em giáo mọi người. Đấy là gọi là cầu đấy. Thì là chủ đấy là bên xe Katikeza. Sí. Na Asin, né? Yeah, sí. Đấy. Katikita. Đấy, chú đấy là bên như kiểu mà đọc kinh thánh ở trong nhà thờ đấy, lúc đi nhà thờ lớn về đấy là sẽ là những ngày bình thường là sẽ là đứng ở trên cái bục của trên trong nhà cầu nguyện là sẽ đọc kinh thánh cho tất cả mọi người ở dưới làm lễ gọi là thay cha ở ngoài nhà thờ lớn. Thì bây giờ những cái này con đấy nữa mình sẽ là gửi lại cho chú đấy để thiếu những con ái đấy, mình thiếu con thiếu những ái thì sẽ là phát lại cho những người đấy. Yeah, bye. Sí. Pega esa después fanta que, ¿eh? Sí. Vamos a entregar otro fanta, ¿ya? Ah, sí. Yeah. Sí. Pega bien, ¿ya? Sí, sí. Đấy, nhưng mọi người cũng biết là những cái chuỗi giấy này mình sẽ là không phát cho tất cả các em nhỏ là vì sao? Vì là các em nhỏ là chưa biết giữ gìn cẩn thận mọi người. Hãy về mà làm hư hỏng đi một chuỗi giấy cũng rất là phí. Đấy, chỉ có đặc biệt là em Paulo đấy là ưu tiên thì tí nữa về là mẹ em đấy sẽ là cất đấy, chứ không phải là để thế này là sẽ là phá hư hỏng là sẽ là ấy đi một cái phí lãng phí đến một chuỗi giấy. Tú ya tienes, ¿eh? Sí. Levanta. Ya, va a brincar, ¿ya? Sí. Ahí, nhanh chóng đi chơi thôi, nó coi. Đấy, bây giờ mọi người sẽ là đi vào nhà thờ để làm lễ là có cái chuỗi giấy mới một tí mọi người. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you, Ewe! Đấy, mọi người đấy cũng là tặng một món quà, thế bây giờ cũng là nặng lên rồi, cũng để cho mọi người về nghỉ ngơi. Thì hôm nay cũng là thay mặt chị Vân Trân là gửi tặng đến cho người dân bản một món quà rất là ý nghĩa đối với những người là bên đi nhà thờ đấy. Thôi bây giờ anh mình cũng xin phép về thôi. Đấy, hôm nay chủ nhật ai cũng là nghỉ ngơi để ngày mai thứ hai là tiếp tục công việc ngày mới. Thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa, hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hồng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nhé. Chào các bạn.